xin kính trình thưa tất cả các quý vị đồng đạo, Phật tử, huynh đệ, tất cả những chị em, toàn thể trong cái đồng đạo của Phật tử, của cha mẹ thầy tổ. Thì năm 2000 đó là khi là cái gia đình là cái sự cố là ông xã là để mất qua đời. Rồi là khi qua đời đó, rồi là cái năm 2000 đó là cha báo cơ cho biết là thấy ba ông trên trời bay xuống hướng mặt trời mọc. Trong động có ông già ngồi ghế hai bên giải giải. Rồi cho nên chưa có mở căn ra, cho nên chưa có biết. Cho nên chưa có biết gì hết. Rồi cô ba mới là đi tìm, nhưng mà cái phần căn người ta ở dưới cấp thần, người ta chưa có thấu được tới trên thượng thiên. Rồi người ta mới là chưa biết. Rồi thấy là hai ông hổ là cặp kè xuống để móc họng mấy người ăn thịt mấy người hung dữ. Để cái cô đó, cổ nói là cô, cái căn cô ở trên là núi Sam đó. Rồi cô ba mới đi lên núi Sam Châu Đốc là trình lên hai ông thệ, thay hai ông hổ cặp kè là đúng rồi. Rồi cô ba mới nói là bây giờ bà đi tìm cho tôi chỗ mà là trong động là có ông già ghế ngồi hai bên giải giải, là ba vị Bồ Tát ở trên, mà trên trời bay xuống, thì cái cấp thần người ta đâu có thấu tới thượng thiên. Rồi đi tìm tới 3 giờ chiều trên núi Sam mà không gặp. Cái đi đến khi 3 giờ đó rồi cái gặp cái cô chủ quán, hỏi dì hai ơi, dì biết là có cái chỗ nào mà ở trong động, trong cái ngôi tam bảo là có một là cha ngự, rồi hai bên ghế ngồi giải giải là quân thần hầu cha. Rồi cái cô bà hỏi vậy, rồi cái bà chủ quán bà mới biết, bà nói rồi cô đi lại đây. Thì khi cô đi lại á thì thấy cái tảng đá bự lắm, đều bự khoảng hai người ôm. Rồi cô ba mới thấy là đề ba chữ là Điện Ngọc Hoàng. Thì cô ba đi đến đó, rồi cô ba là cái đầu cùng nổi óc ở trên rồi, là đi về đúng cái điểm của cha về ngự rồi, ra ngự đặng mà giao sứ mạng. Rồi cái cô ba mới vô cái chủ quán đó, cô ba thấy đi trước cái Du Di, tối nằm mơ thấy là đi trước Du Di, là bốn cái ngón tay cô ba chỉ cửa động đó ra. Thì cái chủ quán đó là mới lại mở cái cửa ra, thì đúng sự thật. Rồi cô ba mới vô quỳ trong cái trước cửa động của cha, là mới nói là tự khai khẩu luôn, chứ đó là không bệnh hoài đủ thứ bệnh mà không ai khai căn của ba ra nổi hết. Rồi mới đi đến đó là tự đến đó, rồi cái tự cái là khai khẩu luôn, mới nói là cô ba mới lại kính lễ cha đó trong động đó, mới nói là cúi đầu kính lại đức cha, cái mà con trẻ phạm lầm tội mang, ngày nay đọa xuống trần gian, sống mà số kiếp gian truân đọa đài, cầu xin đức ngọc ông cha cứu mà con trẻ mà linh căn trở về. Rồi cô ba khóc dữ lắm luôn, khóc rồi cái quay qua bên cô ba cúng bên mẫu xong rồi cái cô ra khỏi chỗ chánh điện của cha. Rồi cái hỏi chứ ba ông trên trời bay xuống là ở đâu, cái các vị trên núi người ta chỉ là ba vị Bồ Tát, là ba tảng đá bự lắm, tảng đá đen đứng so le giống như ba ông trâu vậy đó, là không có liền, đứng sắp hàng kế luôn vậy đó, là có sự thật màu nhiệm. Rồi xong cái cô ba đi về, xong rồi cô ba đi về xuống tới trên xuống núi, rồi cô ba trở về. Rồi khi cái Du Di báo vậy rồi, cái cô ba mới thấy sao, cái thấy năm 2000 sao thấy là ông già biểu cô á là giả, là không có cho mà thấy cha biểu là cô ba phải quỳ xuống rồi nó cầm cái thanh gươm linh của Chiêu Hà. Nói tới đây cô ba đau lòng chúng sanh vì xác mình với cha giáo. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà cô ba trốn hoài. Rồi cha biểu quỳ xuống, cha đạo thanh gươm linh của Chiêu Hà của Đức Ngọc Đế đạo đến đầu của bà ba cái, rồi ấn thiên xuống đầu cô là xác định cha giáo. Rồi cha đưa ngọc ấn thiên luôn, mà cô bà ẩn danh của bà không lộ, cô bà làm việc bên Du Di chứ không có lộ trên mặt thế. Rồi chính vì thế mà sao cái mẹ cho thấy, trong đêm giấc ngủ cô bà mới thấy mẹ giao cái vòi nước. Cái vòi nước của mẹ mẫu bự, cọc bự lắm. Mẹ nói là con ơi,
con của mẹ, cây của mẹ khô héo hết, con quay lại con tưới cho cây con của mẹ sống. Thì cô A mới nhìn thấy bên cái Du Di á, là cái bàn học sinh, bàn học thiên á. Dạ. Bàn học thiên đó là rồi á, là mới thấy á, là tại vì căn tiên á, thì chưa có được qua sen, Bồ Tát với Phật mới được qua sen. Còn các căn tiên của mẹ thần thánh đó là chỉ có bông hoa kiển thôi, nằm trên lớp mà như trường học học vậy đó, mà nằm dài dài nhiều lắm luôn. Cái cô ba mới, mẹ mới kêu mới nói, con ơi con quay lại con tưới, tưới là cây con của mẹ cho sống, chứ thôi cây con của mẹ héo chết hết con ơi. Cái cô ba mới lại, cô ba mới quay lại, cô ba mới quay lại tưới. Tưới thì thấy mẹ mặc nguyên bộ đồ đen đứng kế bên cô, rồi cô mới cầm cái giọt nước, cô mới ria nước, ria nước cho đều tất cả các cái bội kiển đó, để cho cái bội kiển nó sống. Là bội kiển là tượng trưng là căn con của mẹ đó. Là nặng cho sống, chứ nhiều khi con của mẹ học chưa có đạt được điểm hết. Rồi quay là tứ xong rồi là, rồi cô ba mới quay trở về đó. Rồi sau này cái mẹ giao gì rồi, cái cô ba mới đi trên cái đường hành trình về con đường mà về đi chùa, đi kính lễ tất cả các cái trong cái mà chùa chiền đi nhiều, tùy theo cái duyên để cô ba đi. Thì cô ba mới là đi để giả cái cơ trần gian. Thí dụ như bây giờ cũng như cô ba nói trần gian, chứ cô ba đâu có nói ở tôi là đi có xác lệnh, đâu có nói vậy. Nói vậy thì tất nhiên người phàm người ta không biết. Rồi người ta nói là cô ba xưng danh, mượn danh ở trên cha mẹ thầy tổ, rồi cho nên cô ba không có dám lộ ra, cô ba chỉ nói cơ thôi đó. Rồi cái dịp nhân dịp cái năm đó là đi xuống dưới Bạc Liêu mẹ Nam Hải, cúng mẹ Nam Hải. Cái cô ba mới là người ta quậy một thùng cà phê, mà cà phê bự lắm, cho Phật tử đồng đạo để uống. Rồi mời Phật tử đồng đạo đó, rồi mới nói là cà phê miễn phí đây, cà phê miễn phí đây đó. Cô ba mới vừa bước xuống tới chỗ cái điểm ở đó, rồi cái cô ba mở ra mới nói là cà phê miễn phí, uống vào một miếng có chữ ký của Ngọc Hoàng, nước đường uống ngọt khắp cả muôn ngàn, uống sao cho được ông Đức Ngọc Hoàng ký tên. Là ý nghĩa là nước đường cà phê uống là không có phê phán, không có chê cười ai, những trong cái đồng đạo huynh đệ để tu tập học đạo. Nhiều khi cái chân lý các Phật tử chưa có đầy đủ hết thì cũng còn yếu nhiều pháp môn, cho nên là không có mà để chê bai như vậy thì thấy đau lòng cho mà Phật tử. Đó mới nhớ dùng cái từ là cà phê miễn phí, uống vào một miếng không, mà uống vào một miếng phải có chữ ký của Ngọc Hoàng, là không cho phê phán. Con của cha mẹ không được quyền tu mà không được quyền phê phán chê bai ai hết, là xác lệnh của cha đưa ra để nhắc nhở. Rồi nước đường uống ngọt khắp cả muôn ngàn, uống sao cho được ông Đức Ngọc Hoàng ký tên. Là nước đường uống ngọt là cái đạo hạnh tâm pháp phải ngọt, tâm hạnh của cái hòa đồng với nhau trong cái tâm đạo pháp, chứ không có đem chữ sự chua chát để mà đánh lộn vô trong tâm khẩu. Là cái đường là phải ngọt, ngọt tâm đạo hạnh để trở về con đường chân lý có chữ ký của cha trời. Rồi xong rồi cái cô ba nói vậy rồi, cái cô ba mới đi qua bên cái chỗ đó gặp cái thùng người ta quậy hộp é. Cái cô ba mới mở văn, cô ba mới nói là nước này là nước hột é, uống vào một miếng đừng có té với biển trần. Nước đường uống ngọt khắp cả xa gần, uống sao cho được ngồi gần mẹ thương. Đó là lấy văn cơ pháp ra để mà diễn ở trần gian, để cho người ta quay trở lại là nhắc nhở quyền di, nhắc nhở là đừng có mà mê trần quá rồi bị té lọt chứ biển khổ của linh hồn, phải đau khổ nhiều đời nhiều kiếp, phải trả tiếp đầu thai. Thì chính vì vậy mới nhắc là nước này là nước hột é, uống vào một miếng đừng có té với biển trần, là ráng tu học lần bước về cõi cung chứ không có cho té linh hồn với biển khổ nữa đó. Rồi nước đường uống ngọt khắp cả xa gần, uống sao cho được ngồi gần mẹ thương. Là ngọt, là ngọt tâm hạnh của đạo pháp của quyền di, cha mẹ thầy tổ gom chỗ tu hành, chứ không có mà để đem những cái tranh đấu với nhau. Là cái môn như là trần gian là nói là môn đạo đức đó, đạo đức về con đường đời và đạo đó. Rồi xong rồi cái cô ba mới đi qua bên này, các quý vị đó mời mới nói là đưa cô trai trái chôm chôm, trái chôm chôm. Cái nói là trái này là loại chôm chôm,
ăn vào một miếng phải gom nhau về. Nó đường đi chánh đạo bồ đề, hoa sen đua nở mới trở về tới nơi. Kiếp dương trần khổ lắm ai ơi, ráng mà thất tỉnh lội bơi vào bờ. Vào rồi mới được Phật chờ, Phật ban cứu độ. Thì Phật chờ cứu theo, linh hồn không còn chìm đắm biển khổ treo queo, hồn linh thanh thản bước theo Phật về. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cô ba mở vậy đó, rồi tỳ duyên. Tỳ duyên nếu ai nhận được cái quyền di thì nhận được, còn nhiều khi không biết người ta thấy mơ hồ. Đó rồi cái cô ba mới bước lại thấy cành cây dương liễu của mẹ Quan Bồ Tát với cái bình nước. Cái cô ba mới nói là cành cây dương liễu mẹ biểu phải về, chị em cố gắng cận kề, mẹ đưa mẹ rước trở về cho đông. Mẹ hiền đứng đợi ngóng trông, mẹ đưa mẹ rước con đông lên thiền. Thiền tâm đạo hạnh diệu hiền, hoa sen đua nở mới gắn liền Tây Phương. Đó rồi cô ba đưa pháp ra vậy, rồi nhiều cái căn biết, còn nhiều căn không biết thì thôi cũng tùy duyên đi. Chứ cô ba cũng không có dám trách ra trần gian. Đó thì cái cơ đưa vậy đó. Rồi cái cơ đưa nữa nói là thấy người ta đi chợ mà linh căn, đi chợ mà mua đồ ăn, đồ ăn thêm chả chiến đó. Cái lợi cái mua bự, cái mua bự ăn, cái cô ba mới nói là bưởi này là loại bưởi bồng, ráng lo tu niệm mẹ bồng ẩm lên. Đó là cái đưa cái cơ ra đặng như là đặng nhắc nhở trần gian. Rồi xong rồi cái bị mẹ kêu là cô ba cầm cái vòi nước tứ mà tứ cây cho con của mẹ sống, thì tất cả các những thứ gì cũng đều đưa ra văn cơ pháp bên để nhắc nhở hết. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì thưa cô có thể ra cái cơ pháp là nhắc nhở con không cô? Tại trong lúc con làm YouTube nè, con là Châu Phú, nhờ cô ra cái cơ pháp đó luôn được không cô? Thì một chút xíu đi rồi cô ba sẽ đưa ra. Để giờ mình nói trong cái giai đoạn nhiều cái cơ mẹ chuyển nhiều cái lắm. Rồi cái xong rồi ấy là còn cái quyền cơ là khi là mẹ báo cho cô là cách nay cũng khoảng 2-3 năm cô ba nào giờ cô ba là đạo, là đạo thờ Phật thờ ông bà, chứ cô ba không có vô đạo cổ đài, mà không vô đạo thầy, mà không có quy y bên của bên đạo Thiền Lâm nữa, là ở nhà. Nhưng mà cái chân linh của cô ba thì đến nằm bên cái quyền di nó. Rồi khi đến ngày giờ thì phải mới lộ ra, mà ẩn danh rồi con không là quá muộn rồi, thì mẹ rầy mẹ nói ra quá trễ rồi mà đi lộ ra thì con của mẹ rớt hết. Thì chính vì thế cô ba phải đưa lên những cái clip này để cho con quay lên, để chia sẻ cho tất cả những chị em huynh đệ mà Phật tử, để cùng chung cái tâm hạnh bồ đề với nhau. Đó, rồi khi cái cô ba mới thấy là sao cô ba là hồi nào giờ cô ba chưa có biết là ao thất bủ ngoài Tây Ninh. Rồi cái cô ba mới đi phần cái vui bên cái phần du di nằm mơ thấy đó. Mới thấy là con của mẹ nam nữ lội với biển hồng trần có bằng đông lắm luôn, là lội, là cô ba mới nói lội lẹ lên đi để mất vàng tâm của đạo pháp hết. Rồi cái có một số chị em huynh đệ đó lội lên được cái dòng thành biển khổ rồi, cái cọp với sư tử á mấy trận đường mới móc họng con của mẹ ăn hết. Rồi cái mẹ mới đưa cho cô ba một cái bó bố mà thứ mình nhắm lửa đó là 3 thước. Rồi cái cô ba mới là cầm cái bó bố đưa lên cái cầm bó bố đưa lên thẳng tay lên vậy là bó bố, là tất nhiên con của mẹ bị bố ráp ở trần gian. Thì mẹ đốt cái ngọn lửa thiêng lên để trợ duyên tiếp con của mẹ đang dẹp tà quy chánh, để cho con của mẹ đang còn được tới ngày Đại hội Long Hoa, để còn được cái người đạo hạnh tốt. Rồi cho nên mẹ mới đưa cái bố bố của ba đốt lên, rồi cọp với sư tử á nó chạy vô rừng sạch trơn, nó không dám đối diện với ngọn lửa thiêng đó. Rồi cái cơ đó báo vậy đó. Rồi cái sau cái cô ba mới có dịp đi về Tây Ninh, rồi cô ba đâu có biết đâu, rồi mới đi ở bên chỗ khán đài ở ngoài Tây Ninh á. Cái cô ba mới thấy á, mới hỏi chứ là cái ông mấy ông xe ở Đa Ôm nó hỏi chứ bây giờ ở đây mấy cậu có biết là cái chỗ nào là có cái ao mà con người ta lội với biển trần khổ không? Cái người ta biết, ông ngoại ta biết chứ mình đây mà đâu biết, chưa đi đâu biết đâu, mình đi mình du di. Cái em nói là có, nó là ao thất bủ đó. Rồi cô ba mới đi xuống đó, cô ba giếng là cũng y rang lên là thực tế. Rồi cái cô ba mới thấy á là cái cây mà cái cây già lắm luôn, cái cây già dữ lắm luôn, rồi cái là mọc ra cành rồi là lá không còn luôn, còn có thân cây già với cái cành cây kho thôi chứ không có lá. Là mẹ báo cơ cho biết là lá là tiên, là các hằng cung tiên dính lên cành cây của mẹ.
mà bị rụng xuống vớt dưới biển sạch trơn rồi. Rồi cái cho mẹ cho cô ba thấy gì rồi, cái cô ba mới là nói là sáng mẹ mở cái trí cho cô ba nói, mở cái trí cho cô ba nói, nói là cây già rụng hết lá non, mẹ hiền ngồi đợi trông con trở về, nhìn con nước mắt dập về, các con quá khổ khó về được đông. Mẹ hiền ngồi đợi ngóng trông, mẹ đưa mẹ rước con đông lên thuyền, thuyền tâm đạo hạnh diệu hiền, quá sen đua nở gắn liền cho mau. Mẹ hiền cu vớt quăng phao, mẹ đưa mẹ rước mà giặt với nhau đi về, ở chi biển khổ nặng nề, nó dây nó bắt mà cận kề, cát lơ kéo lôi linh hồn con bị chìm đắm nổi trôi, các con phải nhớ mẹ lôi theo về. Là cô ba mở vậy mà cô ba khóc dữ lắm, khóc luôn. Rồi xong cái quyền cơ tối đi cái du di đó, rồi cái cô ba mới thấy một cái quyền di nữa, mới thấy là một số căn tiên con của mẹ đó ngồi lên thiền rồng, ngồi lên thiền rồng rồi, mà ông rồng không phải là ổng là không phải là ổng bay về trời liền được đâu. Ổng thử cái hồn căn tiên con của mẹ tu học được lên thiền rồng đó, là ổng thử cái hồn, ổng lượn qua ổng lượn lại, ổng thử cái hồn là thử cái sóng gió hồng trần, cảnh khổ gian khổ đủ thứ cảnh nhồi nghiệp quả trong hồng trần, để coi cái linh hồn có chịu nổi và thể xác chịu nổi qua cái biển khổ không. Đó, rồi cái cô ba mới thấy lượn qua lượn lại, cái căn tiên con của mẹ nó muốn sắp ngã xuống biển hết trơn rồi. Cái cô ba mới thấy cô ba ngồi ở sau cuốn rúng ông rồng. Cô ba ngồi sau cuốn rúng ông rồng đó, cái cô ba cái mẹ trên không gian, cái mẹ mới phóng đưa xuống mấy câu thơ pháp cho cô ba mở ra nặng tiếp tay bên của du di. Rồi cái sáng cô ba tỉnh giấc, cô ba còn nhớ những câu văn pháp đó luôn, tới bây giờ luôn. Mới nói là thuyền rồng mẹ rước mẹ đưa con qua khỏi sớm trưa nắng chiều, các con tụ lại cho điều, mẹ đây đưa rước thật nhiều con ơi, biển hồng trần sóng gió nổi trôi, các con phải nhớ mẹ lôi lên thuyền. Rồi cô ba nói vậy rồi cái là tất cả các hàng cung tiên nữ bay về trời luôn, không có còn ai ngã xuống biển hết. Là tất nhiên mẹ báo cơ cho biết là mẹ giao sứ mạng của ba cầm vòi nước, mà khi cô ba là mẹ lạ lọc ra là trong khi đó không phải là mẹ mượn sắc trần, mẹ mở cái điển quang của mình, mở cái trí của mình ra, rồi mẹ mới mở trí mình ra, rồi cái tâm á, rồi mới nói được. Mà để cô ba kể từ từ rồi mới nhiều cái quyền di lắm luôn mà cô ba giấu hoài, cô ba không có lộ ra đó. Rồi cái cô ba cái kỳ đó cái khoảng mười mấy năm, cái cô ba mới là thấy cái ông đó, ông lại ông biểu cô ba hả cái miệng ra, ông thọt cái ngón tay vô, ông đảo vòng ba cái trong cái lưỡi cô á, cái ông búng ra cái chốc như vậy, là tất nhiên là ông khai khẩu pháp. Cô ba thấy là thấy ở ngoài hay là không thấy bên du di? Du di thấy bên du di, nãy giờ cô ba kể du di không? Yeah. Bên du di không, rồi xong rồi cái ông đó ông khai, ông đó ông lột cái lưỡi cô ra, là coi như là khai khẩu pháp, là sắc lệnh đưa xuống là cô ba phải thi hành theo sứ mạng của vị du di để mà tiếp tay màn này, để kêu gọi để con của mẹ, cha mẹ thầy tổ để quay trở về con đường chân lý có chữ ký của Ngọc Hoàng. Thì cái trách nhiệm của cô ba là cái sứ mạng. Rồi xong cái ông kia ông lại ấn tâm với cô ba vậy, mới hỏi chứ ở đâu, ông ở lại ấn tâm con, ông nói ông ở Tây An Lai, là ông thừa lĩnh sứ mạng của Phật tổ Như Lai để ấn tâm pháp, để khi mà đối diện tất cả những cái gì mà nó rút mắt trong cảnh hồng trần đó là có pháp đưa ra liền, chứ không phải mình nói pháp mình người ta đưa ra cái khẩu rồi cái như cái khẩu phàm, rồi cái mình đánh lộn với người ta, rồi làm sao mình nói chuyện được cái quyền di của đạo pháp. Cho nên ấn tâm vậy để chi, để khi mình khi những cái gặp cái cảnh của phàm trần đời và đạo khi đối diện đó thì có pháp ở trong ra đưa ra túa ra cái ánh sáng của Phật pháp thôi. Ví dụ như bây giờ người ta nói á, nói là cái bà đó là nói chung là nói như bên chồng cô ba đó là bà mẹ chồng. Yeah. Mẹ chồng mà nói nó là bị điên, cả dòng họ bên chồng nó bị điên. Rồi cái là cô có cái ấn lệnh như vậy rồi, cô ba biết đường nói, chứ cô ba mà không có ấn lệnh biết đường nó nói, đó là sứ mạng mà. Cái mới nói là điên mà biết nói chuyện quyền thiên,
cô ba trả lời cái đang bên chồng đang nói vậy đó, là cô ba mới trả lời, nói là điên mà biết nói chuyện quyền thiên, thì bên mẹ chồng, bên dòng họ bên chồng tu đâu có tới đỉnh của thượng thừa đâu mà biết cái quyền thiên là cái gì. Quyền là bên cơ của mẹ mẫu duy trì để giao sứ mạng trách nhiệm để cứu con của mẹ quay về. Thiên là thiên hoàng của Đức Ngọc Đế giao sứ mạng đó. Rồi cho nên cô ba là mới nói là điên mà biết nói chuyện quyền thiên, điên đây nói chuyện mà khuyên tu hành, điên này mở pháp quá rành, điên ca điên hát thuộc rành sạch trơn, điên này chỉ lấy tâm chơn, điên đây nói chuyện mà lên cơn pháp lời, điên này cứu vớt cảnh đời, điên đâu có bỏ mà cảnh đời báo giấy, điên này cứu vớt về cảnh phương Tây, điên đâu có bỏ ở đây chết hoài, điên này cứu vớt về cảnh cung đài, điên đâu có bỏ ở hoài chết trôi, điên này cứu vớt điên lôi, điên đâu có bỏ mà chết trôi vô hòm. Thì cô ba khi bên chồng nói vậy rồi, nói cô bị điên rồi, cô ba tự nhiên cái trong tâm cô ba cái khoát ra là toàn là pháp vậy không. Cái bên chồng nói là rồi nó bị khùng dữ lắm, khùng rồi, bây giờ con á là bắt lại mẹ nó đi đâu đi. Nó rồi cô ba mới trả lời, mới nói là khùng mà biết cái mùng của vua cha, là mua cha, là vua cha là cái mùng vũ trụ của cha bao trùm vũ trụ càng khôn, là cũng như là tình thương bao dũng vũ trụ càng khôn, không có phân riêng ai hết. Nó điên mà biết cái mùng của vua cha, rồi điên đây nói chuyện mở ra trí hiền, điên này nói lại gắn liền, điên đâu nỡ bỏ mà trần miền khổ đau, điên này cứu vớt quăng phao, điên đâu nỡ bỏ mà khổ đau chất chồng, điên này cứu vớt về cảnh tiên bồng, điên đâu có bỏ mà bế bồng nuôi con. Là ý nghĩa là không bỏ chúng sanh để chìm đắm luân hồi, để trở lại đọa kiếp đời sau, nên phải có chợ, có vợ có chồng để gánh gồng nuôi con, thì bắt buộc đó là cái kiếp luân hồi phải chuyển quá quá khổ, biết chỗ nào đưa, cho nên đưa cái văn cơ không. Nhưng mà có cái văn cơ đó là có cấp đó, thì ở trên của trên các cung cõi thì biết, còn ở dưới cái cấp của quyền thấp dưới này á, thì nói cô ba là nói xàm. Rồi cô ba mới trả lời á, như những người ta nói là bị gì, cô ba cầm cái sứ mạng, cầm cái vòi nước mẹ giao, mà khi mà cô ba đâu có làm thinh bên của thiền, của tâm định, bên Đức Phật được, cũng như là con của mẹ nó quá yếu, được cái ngôn ngữ nó nói những chuyện nó không có phải, rồi cho nên là bị mắc kẹt trong cái nghiệp khẩu, rồi cho nên là cái sứ mạng mẹ giao, sứ mạng đưa là phải đưa pháp ra liền. Khi những người nào mà đối diện với cô ba đó là nói rồi, cô ba phải trả lời liền, cũng như cho uống nước cam lồ của mẹ vô. Mới nói là cái người ta chửi cô, nói là cái bà này bà nói xàm. Cô ba mới trả mới lời, mới nói trần gian xúm chữ tôi nói xàm, tôi đây nói chuyện nắm dây dàm của mẫu thiên, là dây dàm là dây thiền của mẹ đó, là mẹ giao sứ mạng đó. Rồi trần gian xúm chữ tôi điên, tôi đây nói chuyện mà khuyên tu hành. Rồi trần gian chữ mắng tan tành, tôi đây nói chuyện để dành ngôi cao, là tất nhiên là để dành cho chúng sanh, để đưa rước cái tất cả các ở dưới biển trần hồng trần, để trở về con đường chân lý của chữ ký của cha của mẹ thầy tổ, gom chỗ đi về. Thì cái sắc lệnh giao như cô ba vậy, mà cô ba nhiều cái quyền cơ dữ lắm luôn, mà cô ba ẩn hoài. Rồi cái năm 2000 đó, rồi cái ông xã cô mất đó, năm 2000 là mất thân tháng 2. Cái cô ba mới đưa con cô ba đi học, mới vô mà vô lớp 1, cái cô ba mới thấy là về, cái cô ba mới nói là cô ba tắm xong, cô ba nằm ở trên cái chõng đó, rồi cái cô ba mới sức hồn đi, là 8 giờ sáng là mới nói, mới thấy là đi về tới cung cha. Rồi cái là ông Nam Tàu bắt đầu đó, ông Nam Tàu bắt đầu, ông mới cầm cái sổ thiên tàu. Ông mới cầm cái sổ thiên tàu, ông cầm cái sổ thiên tàu mà ông Nam Tàu bắt đầu, ông đứng kế bên cha. Ông mới đứng đó, là cô ba mới về tới nơi đó, rồi cái mới nó cầm cái sổ thiên tàu vậy, ông đưa qua vậy, ông nói là hội Long Hoa sắp mở ra. Là tất nhiên là cái sắc lệnh đó là giao cái sứ mạng trong sổ bộ của thiên triều của Đức Ngọc Đế. Để soi xét trong cảnh hồng trần, để coi ngồi gần bao nhiêu, đặng chúng sanh đặng tu học, đặng lọc lừa sàng sảy thiện giác. Đó, rồi cô ba mới cầm cái sổ đó là năm 2000. Cô làm cho con hỏi là ông Nam Tàu bắt đầu ổng ra sao, là ổng bự con không hay là ổng lớn con vậy không cô? Ông Nam Tàu bắt đầu cũng trung người. Dạ, có đeo mão đâu gì không? Có chứ. Vậy hả? Có.
ông Nam Tào bắt đầu là ông có đeo mão, ông cầm sổ sách à, theo ông lớn, cầm sổ bút lớn gấp đôi mình người thường ngoài không con, theo mà cô nhìn thấy á thì cô ba thấy bên cô Du Di đó, thì ổng thì cũng trung trung chứ không có bự người lắm chứ cái ông mà các ông mà bên của tam giáo á là mấy ông xuống gom sổ của bên của quyền đó, thầu ông nào ông nấy bự như ông thống linh vậy đó, bự lắm luôn. Vậy ha, bự người dữ lắm luôn, là các ông hồi xưa đặng ổng mé các ông mà cộng đồng tam giáo các ông xuống gom sổ hình của quyền là 2 năm nay rồi. Rồi còn ông Nam Tào bắt đầu là ổng cũng trung người chứ ổng bự lắm. Rồi cô ba thấy cũng gọi cũng đứng, vừa đứng cạnh cha Ngọc Hoàng ha, đứng cạnh cha Ngọc Hoàng. Rồi cha Ngọc Hoàng có giống như cái hình cha Ngọc Hoàng mà cô đang thở đây không con? Cô ba thấy độ mão mà cha gương mặt vuông đẹp lắm như chữ điện vậy đó hả cô? Cha gương mặt vuông chữ điền chứ ở ngoài thì khác chứ không có ở ngoài khác thì cũng như là cái hình bức tượng của Du Di á, là bên Du Di cái sắc cái Du Di là khác, còn người ta ở trần gian này là tượng cái hình á, tượng hình đó ha, là cũng đâu có bằng ha, đâu có chính xác bằng cái bên Du Di. Đó cha đẹp lắm, cha phúc hậu đẹp lắm. Rồi cái xong rồi cái là cái sổ đó là nói là lộc 20 năm nay, lộc bình với Du Di. Cái cô ba trốn hoài, cô ba không có lộ ra. Cái cô ba mấy là cái đợt đó cái cha ông nói là nó trốn trong cung kìa, là như nhà cô thì như cái quần cung rồi, như tại sao qua vô được đâu. Nó trốn trong cung kìa, rồi là bây giờ là đánh cây, lấy cây ba tấc đánh nó, đánh đòn đó là thấy người đó tên Hà, tên Gia, tên Sang. Sang là Sang Hà, xã tắc của Đức Ngọc Đế, giao sứ mạng mà tại sao trốn hoài. Đó, rồi cái cô ba mới chạy, cái hồn cô ba mới chạy lấy cây ba tấc là màn ba tấc bước lên đường thi hành theo sứ mạng bên cái sổ lĩnh của cha. Rồi xong rồi cái cô ba mới chạy về đường Kinh Sâu Quốc, là cái cơ của bên Du Di á, về đường Kinh Sâu Quốc, là đường Kinh Sâu Quốc là đường kinh mà quốc pháp, là kinh là kinh mà sáu quốc là sáu chữ Di Đà quốc pháp của Phật. Rồi là coi như là các Phật tử tu đạo là đại thượng thừa, là như bốn mối đạo đó thì cũng nằm trong cái vũ trụ của cha, nhưng mà tùy theo sức học của chúng sanh để quay về trở về con đường chân lý, thì tùy theo sức học của duyên lành của tất cả Phật tử. Cho nên là cô ba đi về tới trên nhà, đi lên tới nhà của nhà Hằng Trừ, cái cô ba mới thấy là cái cô ba mới ôm một cái thúng dạ, ôm một thúng dạ vậy nè, cái cơm nấu chín sạch trơn rồi, nấu chín cơm hết luôn rồi, là tất nhiên là màn này là cuộc đời con người tu học là đã chín chắn rồi, gom vô thúng dạ rồi thì tất nhiên là không có cột trộn đất vô nữa, không có trộn đất. Cô ba mới thấy đất trộn chung với cơm, cái cô ba mới ngồi ngay bến trừ, cô ba mới ngồi đãi bỏ đất ra cái biển hết. Thì tất nhiên là cái Du Di báo cho biết là tu học mà đã chín chắn rồi mà còn một số thí sinh phải lòn đất vô, là cô ba nói thí dụ chứ không nói riêng cá nhân ngay hết, thí dụ như là tu mà tu chánh đạo không có mượn danh mà để lòn tiền vô mà nói dốc nói láo là gom tiền, là cũng như là cái người xấu rồi, là cặn bã cái tâm rồi. Thí dụ như cô nói thí dụ như những cái gì cũng có một số là Phật tử cũng giả dối, nói cất, thí dụ nó cất chùa 5 tỷ, cái nói 10 tỷ, nói 15 tỷ, nói 20 tỷ, thì ba cái đó là đất trộn vô cái ngọc hết trơn rồi, bỏ ra cô ba đãi ra bỏ hết trơn luôn. Là cũng có một số nghe, còn các vị người ta tu là đắc đạo là được chánh pháp nghe, rồi từ cái chỗ chánh đạo đó là mang tiếng chung với cái người bên tà đạo mượn danh. Thì cho nên tội nghiệp thương cho những các quý vị là chánh đạo cũng đau lòng phải bị lây chung, như con sâu làm sầu được canh mà. Thì chính vì thấy cũng đau thương những cái vị chánh đạo pháp thì cũng phải chịu thôi. Chịu trong cõi ta bà, nhưng mà mình được về nhà cõi thiên. Nhẫn nhịn đó. Rồi xong rồi cái cô ba mới thấy là cái bè phai lan kế bên chỗ nhà Hằng Trừ, cái bè phai lan màu tím, cái có ông già đó, ông mới lời, ông mới nói là cái hầm cá sát với hầm cá dồ kế bên là báo cơ cho biết là tất nhiên màn này là bè phai lan á là bên của ông sư giải bán phai. Là màu về màu tím thì ông kiếm cái chân hồn con của Phật tử học đạo rồi, mà phải sửa đổi lại tâm hạnh đi vào con đường chân lý của thầy, phải sửa từ lời ăn tiếng nói nết na đi đứng nằm ngồi, bất cứ nơi nào cũng phải lọt vào cái sổ tâm của thầy chấm hết.
Là nhiều khi cự cãi đấu đá, thí dụ như ở vườn nhiều khi người ta cái tâm người tu tu mà cái đạo như người đó người ta chịu không nổi cái tâm. Thí dụ ruộng vườn đất đai ranh dấp này kia nọ, cái anh em đánh lộn trong cái khẩu ngôn đó, rồi trong cái cõi ta bà nó không được chính chánh đạo, rồi bị mắc kẹt. Cho nên ông báo cơ cho biết đặng mình cô ba nhắc nhở ở trần gian vậy đó, là như hồ đồ thì phải bỏ xác đó. Rồi cái kỳ đó xong rồi cái báo cơ vậy xong đó, đó là cái tới cái cơ mà ông cô ba thấy cái ông mà mặc vuông chữ điền mà sao ổng cùi hết trơn luôn, ổng cùi ổng nằm ở dưới bến đò, ổng giả ra ổng cùi ổng nằm dưới bến đò. Xong rồi cái mới nói mới chỉ mới nói là cái xứ cô là đâu có ai biết bên của lãnh đạo của thầy đâu, cái xứ cô là cái xứ đời đâu có ai biết tu đâu, ít một hai người là biết bên của quyền tu thôi, tiên cũng có một hai người thôi, chứ không phải như bên đạo của thầy mà tu để hiểu biết được cái chân lý của thầy dạy. Rồi cho nên có cô lọt sổ, cô đóng quân của mình cô đây. Cái ông mới chỉ, ông nằm bên đò, cái cô ba đi lại đó, cô ba mới thấy ổng, cái ổng mới chỉ ngay cô ba, mới nói là không ai biết ông hết, có mình con biết ông thôi. Bây giờ ông á là chỉ cô ba nặng về chăm sóc lo cho ông, chăm sóc lo ổng tuổi già. Nó là cái bắt đầu cái cô ba ổng nói vậy, nói là chỉ cô nó về về cho cô ba nặng chăm sóc lo cho ông. Nó rồi cô ba mới ẵm ông lên trên cái mâm, ẵm lên cái mâm cái để vô cái thuyền, cái cô ba mới bơi về. Đó rồi là tất nhiên là cái gì? Là cái mâm đó là phải kính trọng ông, mỗi lần Phật tử dâng mâm mâm cúng trái cây ngũ quả là dâng cúng Phật đó thì kính trọng ông. Thì như ông ra cơ là kính trọng rồi là ông sẽ độ hết tất cả trong nhân loại. Rồi cái cô ba thấy vậy, rồi cái bữa đó cái sau cô ba đi trên tổ đình, tổ đình Hòa Hảo đó, cái cô ba mới gặp cái các vị là đi ăn phai lang mà ngồi tập trung đông cũng như chị em Phật tử mua đồ ăn dặm thế mà. Cái cô ba mới nói là như là ông mở cho trí mình nói, ông mở trí cho mình nói, khi thấy vậy rồi ông mở trí cho mình nói là tất nhiên là không phải là ông mượn xác mình, ý là nói cho rành. Cũng như là ngay thời điểm này là cha đang thưởng phạt cái người thiện với ác để lọc lừa ra những người chánh với tà. Rồi là ông đâu có xuất hiện liền được đâu, hiện giờ là cha đang lọc mà ông xuất hiện thì tất nhiên là Phật không bao giờ để bỏ chúng sanh, phải thiêu cứu hết. Nhưng mà cứu mà cái người lòng ác gian rồi cứu về rồi đâu có được đâu, nó phá banh nhà trời, đâu có cho. Cho nên ông phải ẩn dạng, ông không có lộ. Cho nên là cô ba nằm bên lực của bên xét bên lực bộ thì ông mới mở trí cho để nói để chim, nhưng mà kèm theo để nhắc nhở trần gian đó, khi lực mà di xử là phải kèm để nhắc trần gian đặng cho quay về đó. Cái cô ba mới nói là gặp người ta ăn củ khoai lang, cái cô ba mới mở văn bên của ông mở trí cho mình nói, chứ mình cái người mình cái xác thịt mình còn ở trần gian, mình mà làm sao mà Phật về mượn ngữ mà mẹ về mượn ngữ được, không có. Nó là cô ba nói sự thật, không có. Chỉ mở cái trí mình ra, để mở cái tâm mình ra, nặng cho mình được có cái nhiệm vụ để nói chuyện, chứ không có mượn cái sắc. Ông cô ba nói là nói đó là nói để thôi, để chị em Phật tử không biết nó ở bà nó mượn xưng danh đó. Cho nên cô ba nói là nói cho rành, mình cái xác phàm trần mình không có ai mượn xác hết á. Cha mẹ đã Phật rồi sao mượn xác mình. Chỉ mình học mà khi mà đạt được điểm tâm đó thì nói chung là mấy mở ra, cũng như là mình học ở trần gian, thí dụ mình học bài trần gian mà mình khi mà ông mở trí cho mình nói, chứ mình là cái người phàm xác thịt chứ không có mượn cái xác hồng trần. Cha mẹ thầy tổ không có mượn xác hồng trần, chỉ mở trí cho mình nói đặng mình để chia sẻ với tất cả chị em huynh đệ để mình có bổn phận và nhiệm vụ để nhắc nhở trần gian. Rồi cô ba xin nói những cái đoạn văn ông mở cho mình nói. Rồi mô Phật cô ba gửi dùm cho con. Rồi, ông là ông nào cô ba? Là ông đó, là ông cô ba thấy ông cùi là ông sư giải bán phai vậy ha. Mở văn bên ông sư giải bán phai. Dạ mô Phật. Dạ mô Phật nha quý vị. Dạ trước giờ con chưa nghe, vậy con nhờ cô ba chia sẻ dùm cho con cái lúc mà ông mở trí có những cái văn thơ của sư giải bán phai dùm con cô ba. Mà dạ, cô ba cái này không có trong sách, cô ba tự trong tâm cô ba phát ra trong thôi tâm. Ông mở cho mình nói thôi. Dạ mở trí rồi. Cái cô ba mới thấy là mấy vị mà đi ăn phai lang ở trên tô đình. Dạ
cái cô ba chỉ đi nói cơ chứ cô ba không có nói gì lộ bên cái quyền di hết. Yeah. Rồi cái cô ba mới nói là khoai lang nấu chín ăn bồi. Là con đếm coi đúng hay phải văn 6 văn 8 không? Dạ. Yeah. Cái kiểm coi đúng đúng văn tự vậy không? Dạ. Yeah. Khoai lang nấu chín ăn bồi. Dạ, yeah, ăn rồi phải nhớ ông cùi lo tu. Đó là nhắc yeah. Là nhớ Phật à, theo Phật, yeah. Ăn rồi mình nhớ theo Phật à. Dạ. Yeah. Đó, là văn 6 văn 8 văn 6 bắt dần vậy đó. Ăn à, nói lại ha, nói là khoai lang nấu chín ăn bùi, yeah. Ăn rồi phải nhớ ông cùi lo tu, yeah. Ăn rồi đừng có lu bu, là lu bu cái khẩu, yeah. Mình đánh lộn nhau là mất, yeah. Điểm. Ăn rồi đừng có lu bu, ăn sao cho thoát kiếp lu đáy ngầm, yeah. Là thoát kiếp lu đáy ngầm là không còn để chuyển kiếp luân hồi để gì mình bỏ xác chết đó, yeah. Ăn sao cho thoát kiếp lu đáy ngầm, ăn rồi phải học đạo pháp đi tầm, ăn sao cho được Phật tầm chân linh, ăn rồi nín lặng làm thinh, là nín lặng tu học chứ, yeah. Không cãi giả. Ăn rồi nín lặng làm thinh, ăn sao cho được Phật in sổ vàng, ăn rồi phải học hạnh đàng hoàng để cho tiếng nói ông Đức Ngọc Hoàng ký tên. Nam mô A Di Đà Phật, yeah. Là hết cái dây cái câu văn của ông chuyển cho cô ba mở ra cái văn thơ vậy. Dạ, yeah, Nam mô A Di Đà Phật. Hay quá cô ba. Nam mô Phật. Ngoài cái văn thơ đó cô ba còn cái đoạn văn thơ nào? Con nữa. Vậy con nhờ cô ba tặng tiếp luôn ha. Rồi khi cô ba mới gặp là trên trong chùa đó, cái người ta mà đi mà cái gì nếp nấu nếp xôi giò. Yeah. Xôi giò cái đưa cho Phật tử người gói ăn cho lót lòng sáng điểm tâm vậy đó. Cái cô ba mới gặp những chị em đó ăn pha mà xôi giò. Cái cô ba mới đưa thơ ra, yeah. Đưa thơ ra cái cô ba mới nói là nếp này là loại xôi giò, ăn vào một miếng xuống đò qua sông, thầy mình đang đứng đợi ngóng trông, thầy đưa thầy rước con đông đi về, ở chi biển khổ nặng nề, ráng mà học đạo trở về cho mau, thầy mình chấm bút điểm quăng phao, thầy đưa thầy rước khỏi đau chắc chồng. Rồi cái cô ba nói tới đó, rồi cái cô ra cho đoạn văn tới đâu thì nói tới đó, yeah. thì nếp thì nhắc nhở là cũng như là đưa văn ra nói vậy thôi, để nhắc nhở trần gian thôi, yeah. À, rồi cái khi cái đoạn này nói nhắc lại giống như cái đoạn ngày xưa là cái clip mà khi ông mà mở trí cho mình nói đó, yeah. Là mới nói là không có nói là thừa lệnh ai hết, yeah. Nhưng mà ông mở trí chứ không có mình đâu có đi chùa, mình đâu có ngồi nói tôi thừa lệnh nói vậy là phàm đánh mình à, đánh, yeah. Mình mệt đó, yeah. Cho nên mình đi bên Du Di, rồi bên ông thì mấy là mở trí cho mình nói để nhắc nhở trần gian đang tiếp tay để cùng chung tu học cho đạt được điểm tâm mới, yeah. Có tình thâm của Phật thầy, yeah, mô Phật đó, mô Phật. Sure. Rồi mới nói là thân tôi quải giỏ lang thang, thì gian cô ba đi chùa, cô ba quải cái giỏ để trên vai đó, yeah. Cô ba mới nói là thân tôi quải giỏ lang thang, thương cho khắp cả trần gian đắm chìm, thân tôi đi kiếm đi tìm, tôi ca tôi hát tôi tìm chân linh, nào ai có biết mà tin, là không tin cái quyền cơ bút của các ông chuyển về cho để, yeah. Nhắc nhở trần gian, yeah. Nào ai có biết mà tin, tôi đây nói chuyện giống in thở nào, thân tôi uống rượu ba đào, tôi ca tôi hát khỏi té nhào biển sâu, thân tôi mở pháp từng câu, tôi ca tôi hát tôi thâu đem về, mà trần gian không biết nhung trề, tôi ca tôi hát dắt về Tây Phương, nào ai có thấy mà thương, tôi đây thấy tội mà thương dương trần, tôi đây mở pháp ra lần, tôi ca tôi hát cứu trần màn ba. Nam mô A Di Đà Phật, nói câu văn thơ tới đó rồi cái cô ba ngưng lại. Dạ, yeah, Nam mô A Di Đà Phật. Vậy là cô xin là hết cái đoạn văn của bên ông mở cho mình nói. Dạ. Yeah. Rồi là cô ba xin kết thúc cái video này để còn những cái đoạn video khác thì tùy theo cái quyền cơ để cô ba đưa lên để cứ nhắc nhở trần gian để chia sớt với nhau.